Thưa quý vị và các bạn, nếu như mà chúng ta được hỏi rằng là làm như thế nào để mình có thể là bảo vệ những cái tài sản cá nhân của mình đó anh Trí à. Ví dụ như là xe máy của nhà mình nha, rồi mỗi khi mà chúng ta đi làm cả ngày luôn đó quý vị, chúng ta không có yên tâm á là những cái cánh cổng lớn của nhà mình có được bảo vệ an toàn hay không, hay là đôi khi là mình có đầu tư những cái loại cây cảnh mà nó hơi đắt tiền, đôi khi là một vài cái chậu kiểng mà trị giá lên đến là 1-2 triệu đồng trở lên, quý vị cũng rất là lo lắng nữa. Hoặc là những cái chiếc máy bơm nước mà chúng ta để lộ thiên bên ngoài trời thì sao quý vị? Những lúc đó thì đã có rất là nhiều những khách hàng gọi điện thoại lên tổng đài của VTV Hyundai Home Shopping hỏi là bên VTV Hyundai Home Shopping có bán những dòng sản phẩm đó chính là những ổ khóa báo động hay không, bởi vì chúng tôi đang thật sự rất là cần thiết với dòng sản phẩm này. Và đây chính là lý do mà tại sao ngay bây giờ quý vị đang có ngay một cơ hội để chúng ta đầu tư ngay một lần với mức giá ưu đãi giảm ngay 300.000 đồng so với giá chính hãng, mà mình có ngay combo bao gồm 2 ổ khóa báo động đến từ nhãn hiệu Perfect của Mỹ thưa quý vị. Và quý vị và các bạn sẽ có một cái giải pháp là bảo vệ tài sản cá nhân, bảo vệ khi mà chúng ta gặp những cái tình trạng nguy hiểm quý vị nha. Giảm 300.000 đồng chỉ còn 599.000 đồng, chúng ta sẽ có ngay bộ 2 ổ khóa báo động Perfect. Chưa dừng lại, chúng ta còn có thêm quà tặng nữa quý vị nha, tặng kèm cho gia đình của mình một bộ dao kéo 5 món vô cùng sắc bén. Đúng rồi. Và tặng thêm là một ống nước co giãn đa năng để mình có thể là tưới rửa sân vườn, chăm sóc cây cảnh gia đình của mình rất là tiện lợi. Quà tặng hấp dẫn chỉ áp dụng trong thời gian phát sóng chương trình này mà thôi. Hãy nhanh chóng đặt hàng bằng cách gọi điện vào số tổng đài để chúng tôi có thể giao hàng miễn phí tận nhà. Sở hữu ngay bộ 2 khóa báo động đến từ nhãn hiệu của Mỹ Perfect quý vị nha, mức giá ưu đãi chỉ có trên VTV Hyundai Home Shopping. Thay vì giá chính hãng phải lên đến là 899.000 đồng thì mức giá ngay bây giờ giảm ngay cho quý vị 300.000 đồng luôn, chỉ còn 599.000 đồng mà thôi quý vị nha. Nhận tặng thêm một bộ dao kéo 5 món rất tiện dụng quý vị ạ, thêm một ống nước co giãn đa năng nữa, có thêm 12 pin tặng kèm, thời gian sử dụng lên đến là 24 tháng quý vị nha. Bảo hành sản phẩm chính 12 tháng trên toàn quốc, sản phẩm chất lượng, hài lòng hơn và an tâm hơn. Bộ 2 khóa báo động của nhãn hiệu Perfect thiết kế cải tiến, tính ứng dụng cho cuộc sống cao, công nghệ cao, âm thanh báo động lớn 110 dB, thiết kế loa ẩn hạn chế việc vô hiệu hóa khóa, thân khóa đúc từ hợp kim kẽm bền chắc, công khóa dễ tháo rời và dễ sử dụng, chìa khóa thiết kế rãnh hạn chế sao chép chìa, chống ăn mòn, chống nước, chống va đập, chịu được mọi loại thời tiết, độ bền cao, đầu tư một lần sử dụng lâu dài. Bây giờ quay trở lại với không gian phim trường mua sắm của VTV Hyundai Home Shopping, chúng ta có rất là nhiều cách để mình có thể là bảo vệ tài sản của mình. Trong đó là gia đình của mình đang muốn tìm kiếm cho những cái ổ khóa mà có khả năng báo động quý vị và các bạn nha. Mình chỉ biết rằng là ở bên ngoài thị trường cũng có rất là nhiều ổ khóa báo động đúng khác rồi, nhau, chị, nhưng mà cái bất chọn. Lợi là đôi khi cái tiếng báo động nó liên tục đến khi nào mình can thiệp nó mới ngưng lại thôi. Phiền, vì thế vì sao mà hôm nay có tất cả quý vị và các bạn đã yêu thích dòng sản phẩm của nhãn hiệu Perfect, và một lần nữa chúng tôi đang gửi đến cho cô các bạn là chọn một bộ. Chúng ta không những có một ổ khóa mà chúng ta sẽ có là 2 ổ khóa báo động quý vị và các bạn nha, đến từ nhãn hiệu của Mỹ, đó chính là nhãn hiệu Perfect, với thiết kế bằng hợp kim kẽm vô cùng bền chắc. Đúng như rồi. Thế này và đi kèm với mỗi ổ khóa chúng ta sẽ có là 3 chiếc chìa và dạng rãnh như thế này để hạn chế cái việc sao chép. Và đây một điều lợi thế là chúng ta sẽ có 2 chế độ khác nhau, đó chính là chế độ khóa thông thường và chế độ khóa có chuông báo động quý vị nha. Đôi khi mình ở nhà nhưng mình vẫn phải khóa cổng chẳng hạn, vẫn chuyển sang chế độ khóa thông thường, nhưng mà với ổ khóa của nhãn hiệu Perfect thì chống va đập nè, không có thể nào mà cắt hay là đập bể vỡ được, cái phần cổng khóa rất là cứng chắc quý vị và các bạn nha. Còn nếu như mà mình muốn chuyển sang với cơ chế là khóa có chuông báo động thì quý vị và các bạn chỉ cần là mình mở cái phần chìa ra mà thôi quý vị và các bạn nha. Vậy từ đó mình có thể là xoay cái phần cổng khóa về phía thôi. Chìa khóa như thế này và mình chỉ cần ấn nhẹ mà thôi thì quý vị có thể nghe là âm thanh rất là rồi. Lớn quý vị nha. Nhưng mà lúc này thì lại không có âm thanh gì cả, nó chỉ kêu một cái tiếng bíp thôi. Đúng rồi. Nhưng mà nếu mà mình cố tình chạm vào đó, thì quý vị có thể là 3 tiếng bíp liên tục. 3 tiếng bíp đầu nhưng tiên. Nếu như mà người lạ cố tình phá khóa của chúng ta thì chúng ta sẽ nghe âm thanh rất là lớn như thế này quý vị nha. Và quý vị thấy rằng là âm thanh phát ra với cường độ lên đến là 110 dB và nó tương đương giống như đó chính là chiếc tiếng máy bay đó quý vị. Nên là quý vị thấy là âm thanh to như vậy đó anh Trí, mình có thể kịp thời rồi chúng ta đúng chạy rồi. Ra đúng không? Và mình có thể là phản xạ ngay với những việc như là chúng ta đang bảo vệ tài sản của mình và ngăn không có cho những cái kẻ trộm nó sẽ lấy đi tài sản của mình quý vị nha. Và tương tự như với là miêu tả của anh Trí vừa rồi, Trinh cũng đã liên tưởng ngay đến thực tế của mình luôn. Anh Trí biết đó, là đôi khi là chúng ta phải đi xe máy thường xuyên, tất nhiên rồi, tại cái địa hình tại Việt Nam của mình là ai cũng phải đi xe máy thường xuyên phải không quý vị? Nhưng mà đôi khi chúng ta cũng hơi chủ quan chút xíu là mình dựng xe máy ở ngay trước cổng của nhà mình, trước cổng công ty hay là cái cửa hàng đó, mình chạy vô bên trong chừng 50 phút thôi, mình đi ra mình đi về tiếp. Nhưng mà quý vị có biết không, nếu mà chúng ta chỉ cần chủ quan thôi thì xe của mình rất là dễ bị phá khóa và nhanh chóng bị lấy mất đi quý vị ạ. Thì lúc đó mình hãy trang bị ngay đó chính là ổ khóa báo động của nhãn hiệu Perfect ở ngay
tay trong cốp xe của mình, mình lấy ngay ra và chúng ta sẽ bắt đầu thao tác mình khóa lại cái phần bánh xe của mình quý vị nha. Và bây giờ thì quý vị cũng thấy là đây là cái phần bánh xe của chúng ta đúng không ạ? Và bây giờ thì Trinh sẽ sử dụng ngay đó chính là ổ khóa báo động nhãn hiệu Perfect quý vị nha. Đây chỉ mới chế độ thường thôi, không hề có tiếng báo động đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ thì mình chỉ cần chúng ta xoay nhẹ lên, mình chỉ cần tháo cái phần còng khóa ra, mình xoay ngược lại sang cái chế độ có chuông báo động quý vị nha. Sau đó thì chỉ cần nhẹ như thế này. Đó, mình chỉ cần là chúng ta cố định lại ngay cái phần khóa thế này thôi. Và quý vị sẽ nghe một âm thanh. Đó, đã khởi động rồi quý vị ạ. Sau đó thì mình chỉ cần là chúng ta nhẹ nhàng mình sẽ lấy đi cái phần chìa này ra và mình cất đi quý vị nha. Và ví dụ như ai cố tình mà chạm vào bên trong xe của mình để mà đẩy xe đi đó quý vị, thì đầu tiên nó sẽ nghe 3 tiếng bíp đúng không ạ? Nhưng mà nếu như mà nó vẫn tiếp tục đẩy như thế này, đấy, thì quý vị nghe xem, một âm thanh to như vậy mình đã kịp thời chạy ra rồi, phải không anh Trí ha? Rất là đơn giản để quý vị và các bạn có một cái cách thức là bảo vệ những cái chiếc xe gắn máy hoặc là những cái tài sản giá trị cho bản thân của mình với đúng bộ rồi. Hai ổ khóa có chức năng báo động đến từ nhãn hiệu Perfect, rất là đơn giản, còng khóa dễ dàng tháo rời và bằng hợp kim kẽm nữa quý vị và các bạn nha, rất là bền chắc để chịu được mọi điều kiện thời tiết khác nhau. Còn bây giờ hãy cùng với Minh Trí đến ngay một cái thí nghiệm, đó chính là đôi khi chúng ta khóa căm xe như vậy nè, nhưng mà khi mà mình để ngoài lề đường ở trên nè thì trời mưa chẳng hạn, nước mưa đúng có thể rồi. Là len lỏi vào ở bên trong cái hệ thống ổ khóa của mình. Quý vị và các bạn có thể là hình dung là bây giờ cùng với cái hệ thống báo chuông báo động như thế này, Minh Trí vừa đặt đã, mình có thể là đặt ngay bên trong chậu nước như thế này luôn, để trong những cái tình trạng ví dụ như là mình đi mua sắm chẳng hạn, mình để dựng xe ở ngoài lề đường với hàng bãi xe ngoài trời thì nước mưa có thể len lỏi vào hệ thống báo động như thế nào, quý vị các bạn có thể ảnh hưởng, không có thể lo là mình bị ảnh hưởng quý vị và các bạn nha. Vì mình cho vào ngập nước như thế này luôn thì chắc chắn là nước nó sẽ len lỏi vào bên trong hệ thống kêu rồi. Nhưng mà khi mà Minh Trí có thể là để lên thì quý vị có thể hình dung được là chúng ta chỉ cần là vỗ nhẹ cái phần nước thôi, quý vị có thể hình dung là chúng ta sẽ có một cái cảm giác là cái âm thanh nó vẫn phát ra để có thể là bảo vệ được những cái tài sản giá trị đắt tiền của bản thân mình. Và nếu như mình muốn can thiệp vào bên trong là mình muốn chấm dứt cái hệ thống báo động như thế này thì quý vị các bạn có thể là mình mở cái phần ổ khóa ra, mình tháo gỡ rời cái phần còng ra quý vị và các bạn nha, rất là cứng chắc với cái hệ thống hợp kim kẽm. Còn nếu như mà mình lo sợ là trộm nè hay là những người lạ mặt có thể là mình cắt khóa hay là mình có thể đập vỡ ổ khóa này, thì hãy cùng với lại Minh Trí quý vị và các bạn nha, để chúng ta có thể là thực nghiệm tiếp tục với thí nghiệm là Minh Trí sẽ sử dụng đó chính là búa, mình có thể là đập mạnh vào bên trong ổ khóa quý vị và các bạn nha. Đôi khi ổ khóa mình có thể làm rơi xuống đất chẳng hạn tôi Trinh nè, nhưng mà vẫn không sao cả, quý vị có thể hình dung được là mình có thể làm rơi ổ khóa xuống đất như thế này. Hoặc là đôi khi mình sử dụng ngay với búa chẳng hạn, mình muốn khóa khóa thì mình có thể an tâm là với cái hệ thống bằng chất liệu bằng hợp kim kẽm rất là bền chắc quý vị và các bạn nha. Cẩn thận nào. Và Trinh thấy rằng là anh Trí đập một cái lực mạnh và ổ khóa của chúng ta nó nảy lên trên luôn đó quý vị ạ. Đó, mà quý vị thấy rằng là với cái ổ khóa cứng chắc như vậy thì tất nhiên là chúng ta sẽ yên tâm hơn trong cái quá trình mà chúng ta bảo vệ ổ khóa và cả tài sản cá nhân của mình nữa quý vị nha. Và combo 2 ổ khóa báo động của nhãn hiệu Perfect để cho mình có thể dễ dàng thay đổi để sử dụng đó quý vị. Và sau khi mình đã thực hiện cái thí nghiệm đó là phá khóa rồi, nhưng đúng mà rồi, mình cảm nhận được là cái chế độ khóa có chuông báo động thì vẫn rất là lớn động quý vị nha. Lúc nãy thì mình chỉ có thể là mở ra sau khi mình ngâm nước, nhưng mà một hồi sau thì chúng ta mình cảm nhận yên tâm là ổ khóa vẫn đang hoạt động như thế này quý vị nha. Đúng rồi, âm thanh vẫn to rõ với cường độ là 110 decibel quý vị ơi. Và nó tương đương với cái tiếng âm thanh của máy bay vậy đó quý vị nha. Và quý vị có thể hình dung rằng là trong cuộc sống của chúng ta, nếu như chúng ta đầu tư ngay từ ngày hôm nay với một combo bao gồm là 2 ổ khóa báo động nhãn hiệu Perfect của Mỹ với mức giá là 599.000 đồng, mình có thể thay phiên sử dụng một ổ chúng ta mang theo, ổ chúng ta để nhà quý vị nha. Nhận tặng thêm ngày hôm nay đến 6 món quà tặng nữa quý vị ạ. Một bộ dao kéo 5 món tiện dụng nè, rồi còn có thêm đó chính là một ống nước đa năng tự co giãn nữa, để quý vị chúng ta có thể là rửa sân vườn, xe và nhà cửa của mình quý vị ạ. À, 6 món quà tặng này với số lượng rất có hạn mà chỉ áp dụng trong chương trình này mà thôi. Quý vị nhanh chóng đặt hàng ngay để chúng tôi giao trọn bộ sản phẩm này về tận nhà cho quý vị và miễn phí giao hàng 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Bộ quà tặng tiện ích lên đến 6 món áp dụng trong chương trình phát sóng cho 30 khách hàng đầu tiên. Bộ dao kéo 5 món vô cùng sắc bén, dao thái lớn, dao thái nhỏ, dao tỉa, kéo và dụng cụ bào vỏ. Thêm một ống nước co giãn đa năng, có thể co giãn gấp 3 lần so với kích thước ban đầu tùy vào áp lực nước sẵn có. Đầu phun nhiều chế độ như phun xương, phun tia, phun tập trung, thích hợp xịt rửa sân vườn, tưới cây, dọn dẹp nhà cửa. Cơ hội đặc biệt chỉ có trên VTV Hyundai Home Shopping. Và quý vị cũng đừng quên là bên cạnh 6 món quà tặng của chúng ta còn có ngay combo với 2 khóa báo động đến từ nhãn hiệu của Mỹ, nhãn hiệu
Perfect quý vị nha. Công nghệ cao và có loa ẩn rất là hiện đại luôn. Cơ chế báo động Dual Shock tiên tiến, khóa sẽ báo động 3 tiếng beep to lớn để cảnh báo cho chúng ta biết là tài sản của mình đang có nguy hiểm quý vị nha. Nếu như cố tình chạm vào sẽ phát một hồi chuông lớn từ 15 đến 30 giây, từ đó mang đến hiệu quả cao và chúng ta kịp thời chạy ra quý vị ạ. Có hai chế độ là khóa thường và các khóa báo động nữa cho quý vị dễ dàng sử dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Một giải pháp tối ưu để bảo vệ tài sản của gia đình mình. Mức giá chính hãng 899.000 đồng, trong chương trình này giảm 300.000 đồng và chỉ còn 599.000 đồng mà thôi. Đã có ngay bộ hai khóa báo động của thương hiệu Perfect, chỉ có trên VTV Hyundai Home Shopping để có thêm bộ quà tặng 5 món: bộ dao kéo tiện dụng, bộ ống nước co giãn đa năng, tặng kèm 12 pin thời gian sử dụng lên đến 24 tháng, sản phẩm chính được bảo hành trong vòng 12 tháng, sản phẩm chất lượng hài lòng và an tâm hơn. Thưa quý vị, như tất cả quý vị cũng thấy rằng là mỗi khi mà chúng ta phải đi ra bên ngoài, là chúng ta đi làm cả một ngày hoặc là nhà mình mà đi du lịch xa khoảng từ 3 đến 4 ngày chẳng hạn. Anh Trí thấy đó, nhiều khi là chúng ta khóa như thế mà đôi khi mình vẫn chưa yên tâm, bởi vì là đôi khi là không có những cái âm thanh to lớn nè, hàng xóm chưa kịp chạy ra hoặc là chúng ta chưa kịp phản xạ, thì những lúc như vậy thì kẻ trộm rất là dễ tấn công vào trong nhà của mình, đúng không ạ? Nhưng giờ đây quý vị nghe xem mà, một âm thanh to như thế này phát ra từ ổ khóa báo động của nhãn hiệu Perfect giúp cho mình chủ động hơn, kịp thời gian cho chúng ta phản xạ và bảo vệ tài sản của mình, từ cánh cổng nhà của chúng ta nè, từ cả xe máy khi mà chúng ta đi học, đi làm nữa. Đến nơi rồi, mình chỉ cần lấy ra và chúng ta khóa lại vào trong cái phần bánh xe thôi. Và sau đó thì sao? Quý vị sẽ rất là an tâm khi mà chúng ta có thể là yên tâm đi làm ở bên trong nhưng mà vẫn bảo vệ được tài sản của mình, dù cho là kẻ gian có cố tình chạm vào xe của mình một lần hai lần, nó sẽ phát ra âm thanh từ 15 đến 30 giây, nên quý vị rất là an tâm khi mà chúng ta kịp chạy ra và mình sẽ có phản xạ tốt nha quý vị. Bộ hai khóa báo động Perfect thiết kế cải tiến tính ứng dụng cuộc sống cao, công nghệ cao với âm thanh báo động lớn 110 dB, thiết kế loa ẩn, hạn chế việc vô hiệu hóa khóa, thân khóa đúc từ hợp kim kẽm bền chắc, công khóa tháo rời dễ sử dụng, chìa khóa thiết kế và dạng rãnh, hạn chế sao chép chìa, chống ăn mòn, chống nước, chống va đập, chịu được mọi loại thời tiết, độ bền cao, đầu tư một lần để sử dụng lâu dài. Và với bộ hai khóa báo động của nhãn hiệu Mỹ, nhãn hiệu Perfect cùng với công nghệ cao và có loa ẩn hiện đại, quý vị sẽ an tâm khi mà chúng ta sử dụng hàng ngày cùng với cơ chế báo động Dual Shock tiên tiến quý vị nha. Khóa sẽ báo động 3 tiếng beep to lớn cảnh báo chúng ta. Đầu tiên, thứ hai là sẽ nếu cố tình chạm vào sẽ phát một hồi chuông báo lớn từ 15 đến 30 giây, từ đó mang đến hiệu quả cao và mọi người kịp thời phản xạ và chạy ra bảo vệ tài sản của mình quý vị nha. Có hai chế độ là khóa thường và khóa báo động, mình dễ dàng sử dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Một giải pháp tối ưu để bảo vệ tài sản cho gia đình mình. Hãy nhanh tay sở hữu bộ hai khóa báo động Perfect chỉ có trên VTV Hyundai Home Shopping, mức giá chính hãng 899.000 đồng, giảm 300.000 đồng và chỉ còn 599.000 đồng mà thôi. Tặng thêm một bộ dao kéo tiện dụng, bộ ống nước co giãn đa năng, tặng kèm 12 pin thời gian sử dụng lên đến 24 tháng, bảo hành chính hãng 12 tháng sản phẩm chính, sản phẩm chất lượng hài lòng và an tâm hơn. Thưa quý vị cứ hình dung rằng là nếu như ở trong cốp xe của chúng ta mà thường hay đi làm, quý vị có ngay một cái ổ khóa báo động thì mình sẽ dùng yên tâm hơn, đúng không ạ? Và mình sẽ rất là không phải lo lắng nhiều khi mà chúng ta dừng xe, mình đi vào ở bên trong cái cửa hàng mình mua vài món đồ, hoặc là chúng ta dừng xe trước cửa nhà của mình, mình về mình ăn trưa, hay là mình dừng xe trước cổng công ty của nhà mình quý vị nha. Đó, mình chỉ cần lấy ngay trong cốp xe của mình ra đây là ổ khóa báo động của nhãn hiệu Perfect, và nó có hai chế độ quý vị nha. Khóa thường là không có tiếng chuông và khóa báo động là có cái phần chuông rất là lớn với cường độ đến là 110 dB quý vị ạ. Rồi bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng quan sát một lần nữa với Trinh nha. Một chiếc xe máy quen thuộc của nhà mình và các cái phần bánh xe như thế này đây. Nhưng mà khi á, quý vị chúng ta không có khóa lại thì mình sẽ rất là không có an tâm quý vị ạ. Đây là cái chế độ thường nha quý vị, nó không hề có cái tiếng chuông, đúng không ạ? Nhưng nếu như mà quý vị mà chúng ta bắt đầu mình xoay nhẹ ra nha. Và bây giờ Trinh sẽ lấy cái phần còng ra nha và mình xoay ngược lại quý vị. Nhưng mà bây giờ Trinh sẽ bắt đầu là khóa cái phần bánh xe lại thế này để mà yên tâm hơn, thì mình chỉ cần chúng ta đưa cái phần còng và cái phần thân khóa. Đây, một cái tiếng chuông rồi quý vị ơi, mình đã yên tâm hơn nhiều nha. Sau đó thì mình chỉ cần nhẹ nhàng trước khi mình đi lên đó quý vị, mình xoay ra rồi mình lấy cái phần chìa khóa này mình đi thôi quý vị nha. Nhưng bây giờ thì ví dụ như là ai đang cố tình là đó, bắt đầu là chạm vào đấy, 3 tiếng beep đầu tiên đúng không ạ, cảnh báo cho mình đúng chưa. Nhưng mà nếu như mà ai đã cố tình mà mạnh hơn nữa, cố gắng đây, từ 15 cho đến 30 giây thì cái tiếng chuông này nó sẽ được tiếp tục phát ra, để từ đó thì mình tự ở bên trong mình chạy ra và mình sẽ yên tâm hơn trong cái việc là chúng ta sẽ bảo vệ được tài sản của mình. Rồi bây giờ thì đó quý vị, đây xe của mình đã có một cái ổ khóa như thế này rồi nha quý vị. Đó, nó sẽ bảo vệ yên tâm hơn để quý vị chúng ta không có cần phải lo lắng. Nhưng mà đôi khi anh Trí, đôi khi là chúng ta cũng lo lắng là có những người á, sẽ cố tình dùng mọi cái phương tiện, cái dụng cụ lớn hơn để mà phá cái còng khóa ra để lấy tài sản của mình đó anh Trí ơi.
Và bây giờ Trí sẽ thực hiện ngay với một cái cọng khóa cứng chắc như thế này. Nặng lắm phải không? Sử dụng là sao nó lớn mình vậy? Dùng đồ dụng cụ để mà mình cắt mà mình phá được cái cọng như thế này. Rồi thì không biết nào là có được hay không quý vị và các bạn nha. Để giúp cho gia đình của mình là an tâm khi mà chúng ta sở hữu được với bộ hai ổ khóa có chuông báo động của thương hiệu nhãn hiệu Perfect quý vị và các bạn nha. Đó. Bây giờ ví dụ như là mình đưa cái phần kèm cắt chuyên dụng dành cho cái phần cọng khóa như thế này rất là cứng chắc quý vị nha, và mình chỉ đang cố gắng để sử dụng một cái lực rất là mạnh để có thể là cố gắng mình cẩn thận đấy đang ngã cái xe luôn rồi đó. Bây giờ là anh Trí bắt đầu nha. Khi mà chúng ta thấy rằng là quý vị thấy không, bây giờ là thậm chí là cái lực của cái kề này nó làm ngã cả chiếc xe bên đây nha quý vị. Nhưng mà quý vị thấy là khi mà nhìn kỹ lại thì cái phần ổ khóa của chúng ta nó vẫn tiếp tục hoạt động. Đúng điều rồi. Này chứng tỏ được điều gì ạ? Nó rất là an toàn trong suốt quá trình mà chúng ta sử dụng luôn. Và từ đó thì quý vị thấy không, xe của mình nè, dù là có cái phần kìm nó cố tình nó cắt luôn, nhưng mà nó vẫn không thể nào có thể là lấy được tài sản của mình quý vị nha. Trinh vẫn đang xoay cái đầu xe của mình như thế này, và bây giờ Trinh vẫn đang đứng bên cạnh chiếc xe của mình. Mặc dù là anh Trí đã cố gắng lấy cái phần kìm lớn như vậy cắt ra cái phần còng nhưng mà vẫn không được quý vị nha. Và ngược lại, cái tiếng chuông nó vẫn tiếp tục báo động rất là lớn luôn đó quý vị ơi. Như vậy là quý vị các bạn hình dung được là ngay cả Trí và Trinh đều hỗ trợ lẫn nhau để cố tình cắt cố khóa tình luôn, cắt luôn, ngã luôn cả chiếc xe nhưng mà không vẫn không ảnh hưởng gì đến cả ổ khóa báo động, tiếng chuông báo động của thương hiệu Perfect quý vị nha. Còn nếu như trong mọi điều kiện thời tiết khác nhau, ví dụ như là trời mưa chẳng hạn, chúng ta cứ lo sợ là đôi khi một số dòng sản phẩm khóa mà nó có chuông báo động thì nó có cái hệ thống loa ngoài, thì mình sợ là nước có thể ảnh hưởng đến cái hệ thống báo động. Ví dụ như là bây giờ mình chỉ có thể là ngâm ngay cái ổ khóa này bên trong một chậu nước quý vị và các bạn có thể hình dung. Với cái hệ thống là hợp kim kẽm, nó hạn chế cái bị rỉ sét, không có bị oxy hóa khi mà mình để khóa cầm xe ở ngoài trời chẳng hạn. Mà ngâm một thời gian thì chắc chắn là nước có thể ảnh hưởng vào bên trong hệ thống loa ẩn. Nhưng mà đối với nhãn hiệu Perfect thì không sao quý vị và các bạn nha. Đi kèm chúng ta sẽ có là ba chiếc chìa dạng rãnh để hạn chế cái việc sao chép. Và nếu như mà mình đã ngâm một thời gian rồi Thúy Trinh nè, thì mình có thể là để lên như thế này. Và bây giờ Minh Trí cũng có thể là giúp cho các bạn là mình cố tình mình dùng búa mình đập cái ổ khóa này đi thì cũng sẽ không sao cả, bởi vì đây là hợp kim kẽm rất là bền chắc quý vị nha. Đúng rồi, và khi mà chúng ta cầm á quý vị mà nó có rơi xuống như thế này nè, hoặc là chúng ta dùng búa ta, hoặc thậm chí là khi mà chúng ta dùng gạch nữa đó anh Trí ơi, đó thì mình cũng không có cần gì phải lo lắng đúng không ạ? Đó, nhưng bây giờ thì một lần nữa nha, anh Trí với là dùng sức của một người đàn ông, tức là cái lực tay mình nó rất là mạnh nha quý vị, sẽ tác động trực tiếp luôn ngay trên cái phần còng khóa như thế này của ổ khóa báo động từ nhãn hiệu Perfect đó. Bây giờ nếu như mà mình chỉ sử dụng búa, mình có thể là đập mạnh vào bên trong ổ khóa như thế này quý vị và các bạn nha, để mình có thể là cố tình phá vỡ đi cái hệ thống ở bên trong, hoặc là mình có thể là đập cái ổ khóa của mình, nhưng mà không sao cả, bởi vì đây là hệ thống hợp kim kẽm rất là bền chắc. Mình đi có cố tình đập rất là nhiều lần rồi thì cũng không sao cả. Nhưng mà nếu như mình an tâm hơn, lúc nãy đã vừa ngâm nước nè, bây giờ vừa mình dùng vừa búa đập nữa, rồi thì mình thử chuyển sang xem chế độ báo động như thế nào Trinh ha. Đúng rồi, để xem là có hoạt động xoay cái không? Phần còng khóa như thế này quý vị và các bạn nha. Mình chỉ cần là xoay cái phần còng khóa về cái ổ chìa khóa mà thôi thì nó vẫn ra âm thanh tiếng bíp quý vị và các bạn có thể hình dung là kêu rất là lớn như quý vị hình dung được như thế này. Và cùng với cái hệ thống loa ẩn nữa, 110 decibel lớn cả tiếng nói của Minh Trí luôn. Như vậy là đây là một bộ sản phẩm rất là tiện lợi để giúp cho gia đình của mình bảo vệ tài sản cá nhân, và trong chương trình này giảm giá và còn có nhiều quà tặng nữa quý vị nha. Đúng rồi thưa quý vị, với mức giá chỉ là 599.000 đồng và trên tay của Trinh là ở đây đến 6 món quà tặng quý vị được nhận về ngay tại nhà của mình quý vị nha. Đầu tiên mình sẽ có ngay đó chính là một ống nước đa năng tự co giãn như thế này là quý vị. Khi mà có nước vào sẽ giãn nở gấp 3 lần so với chiều dài ban đầu quý vị nha. Rửa cửa, nhà, sân vườn, tưới cây trên cao thoải mái luôn. Ngoài ra ở đây quý vị có ngay một bộ dao kéo nè, 5 món tiện lợi luôn để mình có thể sơ chế thực phẩm trước khi mình chế biến thành những món ăn khác nhau. 599.000 đồng có thêm 2 khóa báo động đến từ nhãn hiệu Perfect của Mỹ nữa. Giao về tận nhà cho mình, miễn phí giao hàng 63 tỉnh thành trên cả nước. Quý vị ơi, nhanh chóng đặt hàng nào để chúng tôi được giao về tận nhà cho tất cả quý vị. Bộ 2 khóa báo động Perfect chỉ có trên VTV Hyundai Home Shopping, giá chính hãng 899.000 đồng. Giảm ngay 300.000 đồng mà chỉ còn 599.000 đồng mà thôi. Tặng thêm một bộ dao kéo tiện dụng và ống nước co giãn đa năng. Tặng kèm 12 pin sử dụng lên đến 24 tháng. Sản phẩm chính bảo hành chính hãng 12 tháng. Sản phẩm chất lượng hài lòng và an tâm hơn. Và quý vị đừng quên, mình sẽ có ngay một bộ quà tặng tiện ích lên đến là 6 món được giao về tận nhà cho mình quý vị nha. Và chỉ áp dụng trong chương trình phát sóng này cho 30 khách hàng đầu tiên thôi nè quý vị, nhanh chóng lên nào. Một bộ dao kéo 5 món tiện dụng quý vị ạ. Có dao thái lớn, dao thái nhỏ, dao tỉa nè, có thêm kéo và cả dụng cụ bào vỏ nữa. Ngoài ra có thêm ống nước đa năng tự co giãn quý vị nha. Co giãn gấp 3 lần luôn so với kích thước ban đầu. Đầu phun có 7 chế độ: phun sương, phun tia, phun tập trung, vân vân, cho mình dễ dàng sử dụng. Rất là thích hợp và lý tưởng khi mà chúng ta xịt rửa
sân vườn, tưới cây hay là dọn dẹp nhà cửa trên cao quý vị nha. Cơ hội đặc biệt chỉ có trên VTV Hyundai Home Shopping trong thời gian phát sóng này. Bộ hai khóa báo động Perfect nhãn hiệu Mỹ đa năng tiện dụng, phù hợp với mọi gia đình, mọi đối tượng khác nhau, dùng để khóa nhà, khóa cổng, khóa xe và các vật dụng bên ngoài như cây kiểng, máy bơm nước, độ bền và tính an toàn cao. Thưa quý vị, như vậy là thời gian phát sóng của chương trình này không còn nhiều nữa rồi. Quý vị đầu tư ngay một bộ hai ổ khóa báo động đến từ nhãn hiệu của Mỹ Perfect để chúng ta có thể là sử dụng ngay trong cuộc sống hàng ngày của mình quý vị nha. Từ việc là chúng ta khóa cánh cổng lớn của nhà mình nè, mỗi khi mà quý vị phải đi ra bên ngoài, mình yên tâm hơn. Kẻ gian có cố tình đột nhập, đẩy mạnh tác động vào khóa thì sẽ có những âm thanh như tiếng bíp nè. Sau đó là âm thanh phát ra thật là lớn với 110 decibel từ 15 đến 30 giây quý vị nha. Còn bây giờ khi mà chúng ta đi làm, mình phải đi xe máy, mà quý vị không có yên tâm là xe máy để ở trước cổng mà chưa có ai coi đúng không ạ? Thì ở đây mình sẽ có ngay, đó chính là ổ khóa báo động Perfect. Mình chỉ cần khóa ngay vào phần bánh xe cùng với tiếng chuông báo động mà thôi quý vị nha. Từ đó thì kẻ gian có cố gắng tác động mạnh đẩy xe, kéo xe của chúng ta thì âm thanh phát ra to rõ đủ để mà chúng ta nhanh chóng chạy ra và phản ứng kịp thời quý vị nha. 599.000 đồng sở hữu ngay hai ổ khóa báo động nhãn hiệu Perfect, có thêm 6 món quà tặng chỉ áp dụng cho 30 khách hàng đầu tiên thôi. Cơ hội mua sắm hấp dẫn khi mà quý vị sở hữu ngay bộ hai ổ khóa báo động Perfect thì mình sẽ được nhận ngay một bộ dao kéo 5 món rất là tiện dụng như quý vị đang nhìn thấy ở đây. Đồng thời mình sẽ còn có thêm một ống nước co giãn quý vị nha. Với bộ 5 món dao kéo này, quý vị có dao lớn, dao trung, dao thái nhỏ và cái dao bào nữa. Mình có thể dễ dàng sơ chế được nhiều loại trái cây, rau củ quả, thực phẩm, thịt cá. Với một bộ dao tiện lợi như thế này đây thì các chị em phụ nữ của nhà mình có thể thoải mái hơn khi mà chúng ta nấu ăn nè quý vị. Từ các loại thực phẩm khác nhau đến cả những cái loại thực phẩm sống như là cá nè, như là thịt nè. Quý vị có ngay một con dao lớn nhất luôn để chúng ta thoải mái sơ chế nha. Ngoài ra, khi mà chúng ta cần phải làm sạch sân vườn, nhà cửa, tưới cây, rửa xe ô tô nè, rửa hàng rào, rửa xe máy của nhà mình và nhiều công việc khác nữa, tặng ngay cho quý vị một ống nước co giãn quý vị nha. Với độ co giãn tối đa lên đến gấp 3 lần so với chiều dài ban đầu luôn, cùng với chế độ đầu phun là có 7 chế độ khác nhau nữa. Quý vị có thể dễ dàng sử dụng tùy theo nhu cầu của mình nha. Với bộ hai khóa báo động của nhãn hiệu Perfect, công nghệ cao, loa ẩn, cơ chế báo động dual shock tiên tiến, khóa xe báo động 3 tiếng bíp to lớn khi cảnh báo và nếu cố tình chạm vào sẽ phát hồi chuông báo lớn khoảng 15 đến 30 giây, hiệu quả cao, có hai chế độ khóa thường và khóa có chuông báo động, giải pháp tối ưu để bảo vệ tài sản gia đình bạn. Và với bộ hai khóa báo động nhãn hiệu Perfect có thiết kế cải tiến cùng với tính ứng dụng trong cuộc sống cao, công nghệ cao, âm thanh báo động lớn là 110 decibel quý vị nha, thiết kế loa ẩn, hạn chế việc vô hiệu khóa khóa nữa, thân khóa được đúc từ hợp kim kẽm nên bền chắc quý vị ạ, công tháo rời, dễ dàng sử dụng, chìa khóa thiết kế dạng rãnh và hạn chế sao chắc chìa, chống ăn mòn, chống nước và chống va đập cao, chịu đựng được mọi loại thời tiết khác nhau, độ bền cao, chúng ta đầu tư một lần sử dụng lâu dài. Bộ hai khóa báo động của nhãn hiệu Perfect chỉ có trên VTV Hyundai Home Shopping, mức giá chính hãng 899.000 đồng, giảm ngay 300.000 đồng và chỉ còn 599.000 đồng mà thôi. Tặng thêm bộ dao kéo tiện dụng và ống nước co giãn đa năng, tặng kèm 12 pin, thời gian sử dụng lên đến 24 tiếng, bảo hành chính hãng 12 tháng. Sản phẩm chất lượng hài lòng và an tâm hơn. Và với bộ hai khóa báo động Perfect nhãn hiệu của Mỹ, đa năng tiện dụng phù hợp cho mọi gia đình, mọi đối tượng cùng sử dụng quý vị nha. Chúng ta có thể dùng để khóa nhà, khóa cổng, khóa xe và các vật dụng bên ngoài dễ dàng bị lấy đi như là cây kiểng hay là máy bơm nước quý vị ạ. Độ bền và tính an toàn cao, hãy nhanh chóng đặt hàng ngay. Thưa quý vị, và bây giờ thì hãy cùng quay trở lại một lần nữa với phim trường của chúng tôi ngày hôm nay nào. Quý vị thấy là quà tặng mình nhận được đến 6 món đúng không ạ? Rồi, nhưng mà trước khi mình kiểm tra lại về quà tặng thì ở đây mình hãy cùng quan sát kỹ hơn một lần nữa về dòng sản phẩm chính rất là được yêu thích và liên tục yêu cầu đặt hàng quý vị nha. Từ nhiều khách hàng của VTV Hyundai Home Shopping quý vị ạ. Đây chính là ổ khóa báo động đến từ nhãn hiệu Perfect, nhãn hiệu của Mỹ quý vị nha. Với thiết kế đây quý vị quan sát kỹ lại một lần nữa ạ. Thiết kế bằng hợp kim kẽm rất là bền chắc nè, chịu được va đập cao, đồng thời là chịu được mọi loại thời tiết khác nhau. Bên cạnh đó thì khi mà quý vị mình sẽ có là cả ba cái phần chìa như thế này và được thiết kế có cái dạng rãnh quý vị nha. Và với chìa có thiết kế dạng rãnh thì hạn chế sao chép chìa nữa. Rồi bây giờ là ở đây nè, đối với phụ nữ như Trinh á thì rất là cần thiết luôn khi mà có ngay những cái ổ khóa như thế này ở bên trong cốp xe máy của mình khi mà chúng ta đi học, đi làm và phải di chuyển thường xuyên bên ngoài. Bởi vì sao ạ? Đây là cái chế độ thường, nó không có tiếng chuông báo động đúng không ạ? Nhưng mà khi mà quý vị chúng ta bắt đầu đó chính là mình chỉ cần mình thay đổi cái phần còng thôi, tức là mình chỉ cần chúng ta lấy ra, mình xoay nhẹ như thế này, mình tra vào cái phần thân khóa và mình chỉ cần chúng ta nghe một cái tiếng bíp thôi quý vị nha. Thì khi đó nó sẽ bắt đầu là nó khởi động ngay cái chế độ báo động nó rất là lớn như thế này đây. Và từ đó thì sao? Quý vị sẽ rất là yên tâm khi mà chúng ta có cố tình chạm vào như thế này. Ba tiếng bíp đầu tiên đúng không ạ? Nó không hề gây ồn, gây phiền gì ai cả. Nhưng nếu như ai đó cố tình tiếp tục động vào thì đây, ồ anh Trí nghe không? Âm thanh rất là to, lên đến là 110 decibel luôn đó. Wow.
Với cái âm thanh báo động lớn như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ an tâm trong những cái trường hợp ví dụ như là chị em phụ nữ mà đi làm về khuya chẳng hạn, Tú Trinh, là chúng ta cũng không có cái giải pháp nào để có thể là báo hiệu cho những người xung quanh đến. Thì đôi khi đây cũng là một cái giải pháp khi mà chúng ta sử dụng ngay ổ khóa như thế này để mình chuyển sang cái cơ chế báo động và có thể là phát ra âm thanh đủ lớn báo hiệu cho những người xung quanh đến hỗ trợ và giúp chúng ta trong những cái trường hợp khẩn cấp. Và với một cái bộ sản phẩm đó chính là ổ khóa có chuông báo động của nhãn hiệu Perfect thì bao gồm là ba phần khác nhau quý vị và các bạn nha. Phần thân khóa, còng khóa và phần chìa khóa. Đôi khi mục đích sử dụng khác nhau, chúng ta có thể khóa cổng nhà nè, mình khóa cửa nè, hay là mình khóa xe, mình khóa những cái cây kiện ở trước sân, hay là mình khóa ngay những cái máy bơm nước chẳng hạn, rất là tiện lợi. Và đi kèm là chúng ta cũng có ngay đó chính là ba chìa khóa dạng rãnh như thế này để hạn chế việc sao chép quý vị và các bạn nha. Và cái việc còng khóa tháo rời như thế này á sẽ giúp chúng ta rất là tiện lợi, mình khóa được nhiều cái kích cỡ móc khóa khác nhau. Và đặc biệt là để mà thay pin á thì quý vị và các bạn có thể an tâm là chúng ta sẽ có hai con ốc nằm ở trong cái rãnh như thế này quý vị nha. Mình chỉ cần là sử dụng vít để mình có thể là thay ốc mà thôi quý vị và các bạn nha. Để mình có thể thay ốc và mình có thể là thay pin ở bên trong. Đi kèm chúng ta sẽ có 12 pin và sử dụng rất là lâu dài, khoảng là 24 tiếng, rất là đơn giản mà thôi. Và từ đó chúng ta có thể là cài chặt cái phần còng khóa vào bên trong như thế này để từ đó chúng ta có thể là khóa nhiều cái dụng cụ, những cái tài sản giá trị đắt tiền của bản thân. Tuy nhiên là trong thời gian phát sóng chương trình này mới áp dụng cho các bạn mức giá giảm được rất nhiều quý vị nhé. Và chỉ có 30 khách hàng đầu tiên thôi quý vị ơi, cho nên chúng ta phải thấy được rằng là cái cơ hội mình nó không có quá nhiều đúng không ạ? 30 khách hàng đầu tiên quý vị sẽ có ngay ưu đãi gì ạ? Đầu tiên là mình được giảm ngay 300.000 đồng luôn so với giá chính hãng đúng không ạ? 599.000 đồng, và đây là mức giá chỉ áp dụng trong đúng chương trình này dành cho 30 khách hàng đầu tiên. Gọi điện thoại ngay bây giờ đến VTV Hyundai Home Shopping để quý vị còn có thêm một bộ 6 quà tặng nữa. Và đây nào Trí ơi, quà tặng mà chúng ta nói đến đầu tiên nha là ống nước đa năng tự co giãn, nó rất là tiện lợi luôn. Bởi vì sao quý vị? Nhìn thông thường quý vị thấy không ạ? Khi mà chúng ta cho nước vào tùy áp lực nó sẽ co giãn cái độ dài lên đến là 3 lần so với chiều dài ban đầu. Tức là nhà của mình có sân vườn rộng nè, những ngày cuối năm khi mà cuối tuần chẳng hạn, chúng ta cần phải dọn dẹp nhà cửa, rửa sân vườn, tưới cây kiểng ở trên cao, hay là chúng ta rửa phần xe ô tô nè, đó thì có ống nước co giãn cùng với cái chế độ đầu phun có tới 7 cái chế độ khác nhau, xoay 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 dễ dàng thôi, thì mình có thể là rửa ngay, dọn dẹp ngay sân vườn nhà cửa mình rất là tiện lợi. Chưa hết nha, đối với những chị em phụ nữ của nhà mình thì quý vị nhìn xem năm quà tặng tiếp theo bên cạnh nè, mình sẽ có là dao thái lớn nè, dao thái nhỏ nè, dao tỉa nè, dao bào và thêm một chiếc kéo tiện lợi nữa để chúng ta sơ chế thực phẩm trước khi mình nấu ăn quý vị nha. 6 món quà tặng này đi kèm với lại 2 ổ khóa báo động nhãn hiệu Perfect chỉ áp dụng trong đúng chương trình này mà thôi quý vị ạ. Và áp dụng trong chương trình này quý vị các bạn sẽ được giảm ngay 300.000 đồng so với mức giá chính hãng là 899.000 đồng quý vị nha. Chỉ còn 599.000 đồng mà thôi. Được bảo hành trong vòng 12 tháng với bộ 2 khóa có chuông báo động đến từ nhãn hiệu của Mỹ. Cái thứ là đó chính là nhãn hiệu Perfect. Ngay bây giờ là thời gian để gia đình của mình đặt hàng trong những giây cuối cùng. Bằng cách là gọi điện vào số tổng đài đang hiển thị trên màn hình hoặc là truy cập vào website bán hàng trực tuyến vtvhyundai.vn. Một cách khác quý vị các bạn cũng có thể mua sắm qua phần mềm được tải về trong thiết bị điện thoại di động hoặc là máy tính bảng để chúng tôi có thể giao hàng tận nơi. Và ngay bây giờ giao hàng về tận nhà cho quý vị luôn, chúng ta hãy nhanh chóng lên quý vị nhé. Đặt hàng ngay bây giờ đi ạ, để chúng tôi được giao về tận nhà cho mình quý vị ạ. Chúc quý vị sẽ luôn luôn có được những giây phút thật sự an toàn nè, bảo vệ được tài sản của mình một cách tối ưu nhất quý vị nha. Còn bây giờ thì thời lượng mua sắm của chúng ta cũng không còn nhiều nữa đâu. Lưu ý là chỉ có 30 khách hàng đầu tiên mới có được ưu đãi nhiều như vậy nha quý vị. 599.000 đồng và thêm 6 món quà tặng được giao về cho mình nữa, miễn phí giao hàng 63 tỉnh thành trên cả nước. Còn bây giờ thì Trinh và Trí phải nói lời chào tạm biệt quý vị rồi. Cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình và đừng quên là hãy tiếp tục đồng hành và mua sắm cùng VTV Hyundai Home Shopping.